Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Tại kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, các đại biểu đã xem xét tờ trình số 460 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc cho thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương thuộc đơn vị huyện Nhân Trạch theo nguyện vọng cá nhân. Tại kỳ họp có 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua tại kỳ họp. Trước đó ngày 23 tháng 6, ông Võ Tấn Đức, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định cách chức chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Liên quan đến vụ việc trên, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cũng thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bằng hình thức cách chức Phó Bí thư huyện ủy Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai kết luận bà Nguyễn Thị Giang Hương làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng địa phương, vai trò tiên phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch. Liên quan vụ nữ chủ tịch huyện Nhân Trạch bị lừa hơn 171 tỷ đồng, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can. Theo Đại tá Phong, bà Giang Hương bị đối tượng mạo danh phó giám đốc công an tỉnh gọi điện lừa đảo. Sau khi vụ việc xảy ra, công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ công an xác lập chuyên án đấu tranh điều tra làm rõ. Theo đại tá Phong, đây là vụ án phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động tại nước ngoài nên công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ công an, công an một số địa phương đang điều tra mở rộng vụ án xác định, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã xác định được nhóm lừa đảo hơn 171 tỷ đồng là người Việt sống ở Campuchia để thực hiện hành vi phạm tội, chúng đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định được 12 người Việt Nam sử dụng chứng minh nhân dân giả để đăng ký 7 tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho nhóm lừa đảo ở Campuchia.